gia Dermal Solution Hàn Quốc. Hộp này thì sẽ có 30 viên. Thành phần chính của em này là vitamin C hỗn hợp vitamin E 50%, glutathione, bột Multity. Công dụng của em này giúp làm trắng da chuyên sâu, làm mờ, thâm, nám, nâng tông da và giúp cho da của mình được trắng mịn rạng rỡ, dưỡng trắng da sắp 10 lần so với các dạng glutathione, ống thải độc cho da và sản sinh tế bào mới cho da, tăng hiệu quả làm ẩm, tảo hóa, căng bóng. Liệu trình của em này gồm có 3 hộp. Ta sẽ sử dụng cái em này trong vòng 3 tháng, sau đó chúng ta nghỉ 1 tháng và chúng ta tiếp tục sử dụng lại. Hướng dẫn sử dụng của em này, mỗi lần chúng ta sử dụng là mở cái hộp này ra và sử dụng một miếng. Bóc cái hộp này ra, sau đó nó sẽ có một cái bình, chúng ta sẽ xé bỏ bật ra và chúng ta sẽ lấy cái miếng ở trên á, dán vào cái vòng hồng tan ra. Là cách sử dụng của cái phim này nha, và đặc biệt là hiệu quả lắm đấy. Mọi người sử dụng ngay nha.